Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chuẩn bị nếp để mình nấu cái món xôi vị. Thì mình dùng ở đây là nửa ký nếp. Nếp thì các bạn dùng loại nào cũng được. Tuy nhiên cái nếp Thái thì nó sẽ ngon hơn là cái nếp sáp. Rồi, đây là đậu xanh, 100g đậu xanh cà vỏ sẵn á. Thì các bạn ngâm nước, ngâm trước khoảng chừng 4 tiếng. Rồi nếp này mình sẽ đi cho nước vô, mình do rút nếp cho nó sạch cái phần bụi bặm. Mình do khoảng chừng 2-3 nước cho nó sạch luôn rồi mình hãy đi ngâm. Do sạch, cho nước vô đây cho nó ngập nhiều á các bạn. Mình ngâm khoảng chừng 2-3 tiếng ha, để cho cái hạt nếp nó nở bung ra. Rồi để đây mình ngâm. Quay trở lại, nếp hồi nãy giờ mình để được 3 tiếng mình ngâm thì bây giờ cái hạt nếp nó nở bung và nó rút nước nhiều lắm rồi nè. Các bạn ngâm vậy cho nó mềm. Và đậu xanh thì tổng cộng là mình ngâm 7 tiếng. Xả sạch hết cái nếp và đậu xanh cho nó ráo nước. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần đậu xanh vô trong nếp nè. Các bạn sẽ trộn đều. Mình trộn cho hai cái thứ này nó quyện với nhau á, để chút mình nấu cho nó đẹp ngon. Trộn xong thì mình để một bên. Đây là cái phần nước cốt dừa, mình chuẩn bị 300ml nước cốt dừa, các bạn ép hoặc là dùng nước cốt dừa lon. Đây thì mình dắt ra 300g dừa nạo. Hôm nay thì mình sẽ nấu với cái nồi cơm điện cho nó nhanh. Lót ở dưới đáy nồi một miếng lá chuối hoặc là cái miếng giấy nướng, để mình cho nếp vô mình nấu nó không bị dính đáy nồi. Cho hết vô, dàn cho nó bằng phẳng cái mặt nếp. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi lấy cái phần nước cốt dừa. Mình sẽ cho vào đây 200ml nước cốt dừa để mình nấu. Mình chừa lại 100ml một chút nữa mình dùng sau. Cho thêm vào đây một chút xíu nước nữa, để cho cái mặt nước nó phải ngập cái mặt nếp vậy nè. Cái mặt nước nó phải cao hơn thì một chút nữa mình nấu cái xôi của mình nó mềm ngon, nó không bị cứng. Mình dằn vô đây nửa muỗng cà phê muối, để cái hạt nếp khi mà mình nấu lên nó đậm đà. Bắt lên, mình sẽ đậy nắp mình nấu. Bật nút thì mình bật nút giống như nấu cơm vậy đó các bạn. Một chút nữa nó bật lên nút vàng rồi mình quay tiếp. Trong lúc chờ xôi nó chín thì mình rang đậu phộng cho nó vàng. Đậu phộng thì các bạn thích thì ăn, không thích thôi. Khoảng chừng 2 muỗng. Cái phần mè thì mình cho vào đây là 20g mè, cũng khoảng 2 muỗng luôn. Rang từ từ với lửa nhỏ cho nó vàng. Đậu phộng á, và mè nó sẽ làm cho cái xôi vị nó thơm ngon. Và đậu phộng thì mình rang nó hơi lâu á, nên thích thì các bạn cho vô ăn. Mình rang vàng xong rồi mình cho ra cái dĩa mình để một bên. Quay qua cái nồi xôi, bây giờ nó bật nút rồi các bạn. Wow, thơm nước cốt dừa quá trời luôn. Xôi của mình nè các bạn nhìn ngon ha. Hạt nếp nó nở bung nè. Đậu xanh nó cũng nở rồi, nó chín luôn. Đây mình xới nó lên. Cái lớp trên mặt nó đọng nước cốt dừa đó. Nó có cái độ béo ngon. Cái xôi nó thơm lắm luôn á, thơm nước cốt dừa. Hạt nếp nè, mềm ngon rồi nè các bạn, không có bị cứng. Mè mình để một bên. Mình chuẩn bị đường 250g đường là một chén dung. Thì nửa ký nếp thì mình dùng là nửa 250g đường là mình thấy dừa ngon nhất luôn á. Thêm 2 ống vani nữa cho nó thơm. Một muỗng cà phê muối bỏ vô đường. Rồi mình bắt cái chảo lên nè. Cho vô đây 100ml nước cốt dừa hồi nãy. Còn lại á, cho vô đây một chén dung đường. Để lửa nhỏ, để lửa từ từ thôi các bạn, đừng có để lửa lớn quá là nó bị cháy á. Mình khuấy cho nó tan. Khuấy cho đường tan thì cái hỗn hợp mình nó sôi lên. Đây nó sôi lên. Và các bạn khuấy đều lại, lúc này đường tan hết rồi nè. Bong bóng nở lên rất là nhiều. Thì mình cho cái phần sôi vô đây luôn.
Mới cho xôi lơ vô thì các bạn cứ để lửa lớn lại đi cho nó nhanh á. Rồi cho hết xôi vô nè, bây giờ các bạn sẽ xào đó. Mình xào cái nếp này á với cái nước cốt dừa và đường á, để cho cái xôi của mình xôi vị nó ngon, nó béo và để được lâu. Mới thì mình sẽ xào lửa lớn để cho nó rút nước lại cho nó nhanh, rồi mình hạ lửa lại. Mình cho hai ống vani vô đây luôn. Ngoài cái chất tạo thơm thì các bạn cũng có thể cho thêm vài cọng lá dứa cắt nhỏ vô mình xào chung, hoặc là cái hoa hồi á, cái bột hoa hồi á, mình cho vô khoảng muỗng cà phê mình xào chung nó cũng rất là thơm cho cái món xôi vị. Đây mình xào một hồi thì nước nó rút lại nè các bạn. Bây giờ nếp nó dẻo lại rồi, khô ráo thì mình để lửa nhỏ. Mình để lửa thiệt là nhỏ luôn và mình xào liên tục. Xào càng lâu á, thì cái xôi vị của mình để được càng lâu á, nó không có bị ra nước, bảo quản được 2-3 ngày luôn. Mình xào một hồi mà mình thấy á, bắt đầu nó dính chảo rồi nè. Nó dẻo và nó nặng tay. Đối với cái chảo bình thường á, khi nào mà mình xào và mình thấy nó dính cái đáy chảo là bắt đầu xôi đã được. Và đối với cái chảo chống dính thì các bạn xào đến khi nào mà không dính chảo nữa, khi mà nó gom lại thành một khối á, là xôi của mình đã được. Rồi như vậy mình sẽ tắt bếp ha. Dẻo rất là ngon rồi nè. Mình dùng cái màng bọc để mình phủ cái sửng này, khi mà hồi nó mình để cái xôi vô á, nó không bị dính. Cho vô đây một chút xíu dầu ăn, quét dầu ăn để chống dính cho xôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đậu phộng mình gà vàng đều nó ra, gãi đều một lớp đậu phộng. Các bạn cũng có thể phủ lá chuối hoặc là dùng cái bọc ni lông cũng được nữa. Một lớp mè. Rồi mình sẽ cho xôi vô đây nè các bạn. Xôi của mình á, các bạn nhớ mình xào với lửa nhỏ từ từ, khi mà nó rút nước á, thì mình để được lâu lắm nha. Ăn 2-3 ngày luôn á, không có bị hôi hay là hư gì hết á. Đó, cái xôi mà mình làm xong mình thấy nó có cái độ dẻo và nó quyện lại rất là ngon luôn nè. Vẫn còn nóng nóng thì các bạn vàng cho nó đều ra. Rồi, đều hết rồi mình hãy cho thêm đậu phộng và mè lên trên mặt nữa. Cái lớp mặt thì mình cho nhiều hơn cái lớp ở phía dưới. Rồi mình sẽ đè chặt xuống thêm một lần nữa để cho nó đều cái đậu phộng và mè. Và cái xôi của mình nó cũng dễ giặt nữa. Đó, bây giờ là nhìn thấy ngon rồi ha các bạn. Đè chặt xong rồi, mình sẽ phủ lên đây một miếng lá chuối để nó không có bị khô cái mặt. Rồi mình sẽ để qua đêm hoặc là khoảng 5-6 tiếng. Mình đã để qua một đêm rồi các bạn. Xôi vị thì mình để qua một đêm mà mình dằn thêm cái thớt vậy nè, để cho cái xôi của mình nó dẻ khi mà mình cắt ra nó ngon. Đây rất là dẻ luôn nè. Dẻo dẻo. Hoa nó dẻ lại nè các bạn. Nhìn ngon ha. À, mình sẽ úp nó ra. Cái lớp ở phía dưới nó không có bị dính nè, rất là dễ dàng. Rồi bây giờ sẽ cắt nha. Xôi vị của mình cắt nó có cái độ dẻo, không bị cứng, cũng không quá mềm. Đó, ngon quá nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt ra miếng miếng ha. Xôi vị rất là ngon, có cái lớp đậu xanh. Cắt ra miếng vuông vuông, nhỏ nhỏ vậy đó, tùy theo dừa kích cỡ mình ăn. Xôi vị đậu xanh, nước cốt dừa. Làm theo cái kiểu này đơn giản, mình không cần phải hấp xôi cho nó lâu mà mình nấu ngay bằng cái nồi cơm điện luôn. Miếng xôi dẻo ngon và béo của nước cốt dừa nữa.
mình cắt xong rồi mình sẽ lót thêm miếng lá chuối cho nó không có dính. Người ta bán người ta cũng hay lót lá chuối vậy nè. Xôi của mình dẻo ngon nè, có cái lớp mè nè, lớp đậu phộng nè, và mình cầm lên mình cảm nhận được cái nước cốt dừa các bạn. Nước cốt dừa nó béo á, cảm nhận được cái độ bóng mướt. Đây, xin mời các bạn thưởng thức cái món xôi vị đậu xanh nha. Xôi thì có độ dẻo ngon, độ ngọt, béo, thơm. Dẻo dẻo, không hề bị cứng và cũng không quá mềm. Xôi này thì các bạn có thể để 2-3 ngày ăn vẫn ngon. Cho vô tủ lạnh không bị cứng luôn, ăn vẫn ngon luôn. Và chúc các bạn có cái món xôi vị đậu xanh ăn nha. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ mình. Và cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ và chia sẻ những video của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.